Wiki chăm nhân viên cỡ này, công ty bạn cỡ nào? Tổ chức hẳn một ngày hội chăm sóc sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ nhân viên. Nào là lấy mẫu xét nghiệm tận nơi, chuẩn bị bánh sữa ăn nhẹ, có xe đưa đón tới cơ sở để khám các danh mục còn lại. Đi khám cứ phải gọi là nhàn tanh, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Chẳng trách nhân viên cứ yêu công ty mãi thôi. Nếu mà để xét tất cả các phúc lợi công ty thì đây là hạng mục em mong chờ nhất trong năm. Chấm lần khám sức khỏe định kỳ này là 10 điểm. Tại vì có sức khỏe là có tất cả mà. Một cái buổi mà đi khám này mình nghĩ là sẽ rất nhiều chi phí ấy, và được công ty hỗ trợ cho như này thì mình cảm thấy rất cảm ơn công ty. Để tổ chức một buổi thăm khám trọn vẹn thì không thể không nhắc tới sự hỗ trợ của Thú Cúc TCI, vinh dự là đơn vị y tế được Wiki Việt Nam tin tưởng lựa chọn trong hoạt động thăm khám sức khỏe định kỳ 2024. TCI đã mang đến ngày hội chăm sóc sức khỏe đúng nghĩa, xây dựng gói khám sức khỏe phù hợp với người lao động, đầy đủ các danh mục khám thiết yếu, hỗ trợ đánh giá tình trạng sức khỏe tổng quát, lấy máu ngay tại trụ sở văn phòng, giúp giảm thiểu thời gian và chi phí di chuyển. Để người lao động có đủ năng lượng quay lại làm việc thì TCI đã chuẩn bị sẵn bánh và sữa. Với các danh mục khám cận lâm sàng khác, các cán bộ nhân viên của Wiki sẽ di chuyển bằng xe đưa đón tới TCI. Tại đây đã có sẵn các bạn lễ tân tiếp đón và hướng dẫn quy trình thăm khám. Dù là lần đầu tiên đến với TCI thì cũng không bị bỡ ngỡ chút nào. Thăm khám và tư vấn trực tiếp với đội ngũ y bác sĩ giỏi có nhiều năm kinh nghiệm về sàng lọc sức khỏe chủ động. Chưa hết đâu, toàn bộ quá trình thăm khám đều có sự hỗ trợ của trang thiết bị y tế hiện đại, đem lại kết quả chẩn đoán nhanh và chính xác. Thực ra là từ khi bước vào Thú Cúc mình đã cảm thấy là rất tốt rồi, từ kể cả gửi xe, tất cả mọi thứ đều rất là nhanh, rất là trôi. Mình nghĩ là Thú Cúc là một cái điểm rất là tốt để có thể khám sức khỏe định kỳ. Mình thấy rất là bất ngờ vì mình không nghĩ là bệnh viện để hẳn một tầng để khám tổng quát cho mọi người như thế. Ban đầu trước khi đến thì mình đã nghĩ là mình sẽ phải đi khá là nhiều nơi. Em thì em ưng ý nhất là khám mắt ạ. Tại vì em cũng hơi hoài nghi về cái độ thị lực của mình ấy. Thế nên là hôm nay em khám mắt thì em biết được thị lực của mình ở đâu và mình có cần phải đi cắt kính hay là đi điều trị mắt không. Thực ra thì cái này là cá nhân mình thôi. Hồi sinh em bé đầu tiên năm 2021 thì mình cũng lựa chọn Thú Cúc là nơi mà mình sinh em bé. Thì mình thấy dịch vụ và các cái hoạt động thăm khám sức khỏe ở Thú Cúc rất là tốt. Cũng có thể đấy là một lý do mà Wiki đã lựa chọn Thú Cúc để là nơi mà cho các bạn nhân viên đến để thăm khám sức khỏe. Xin cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và giáo dục Wiki Việt Nam đã tin tưởng lựa chọn Thú Cúc TCI là nơi chăm sóc sức khỏe định kỳ cho cán bộ nhân viên. Chúc anh chị sức khỏe dồi dào, công tác tốt và liên tiếp hoàn thành các mục tiêu phát triển trong tương lai.